mời quý vị và các bạn đồng hành với tin tức Đông Tây trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Phần tin nóng đầu tiên có rất nhiều thông tin hấp dẫn sẽ giới thiệu đến quý vị. Cô thủ thư khuyết tật vào lớp 1 năm 15 tuổi nhưng vẫn tốt nghiệp đại học, câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố điểm sàn đại học cao đẳng năm 2017. Vụ bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình nghi bị giết chết, cơ quan công an chính thức khởi tố vụ án để điều tra. Vụ nữ sinh đòi tự tử vì tin đồn thất thiệt, cảnh báo mạng xã hội sát hại người. Thành phố Cần Thơ, nhiều hộ kinh doanh tái chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Thưa quý vị, số tuổi tối thiểu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để vào lớp 1 là 6 tuổi. Và nếu là một phép tính nhẩm thì 15 tuổi các em đã bước vào lớp 10. Ép vậy mà có một trường hợp học muộn đến gần chục năm. Nói đến đây chắc hẳn quý vị sẽ đoán được có một lý do đặc biệt nào đó ở nhân vật này. Đúng như vậy thưa quý vị, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 chị em gái ở vùng đất sông nước Hậu Giang. Chị Quỳnh Thị Sậm năm nay đã 35 tuổi, dù là người khuyết tật cả tay và chân từ khi lọt lòng mẹ. Thế nhưng, vượt lên mọi khó khăn của cuộc sống, chị đã tự viết nên câu chuyện cổ tích cho chính bản thân mình. Và câu chuyện ấy có lẽ người bình thường còn khó lòng làm được. Bốn ngón chân đó là thứ duy nhất mà chị Sậm còn dựa vào được để phục vụ cho hoạt động hàng ngày. Bởi vì được EA câu chữ, dù khao khát lắm, chị vẫn không có được như bạn bè cùng trang lứa. Sau nhiều biến cố gia đình, đến năm chị 15 tuổi, ước mơ đó mới trở thành sự thật. Thế nhưng, khi bắt đầu con đường đến trường là chị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Quyết không để con đường đến trường của mình bị gián đoạn, chị vượt qua mặc cảm của bản thân, bạn bè trêu chọc, người đời nhìn ngó, rồi chị cũng qua được cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. May mắn lần nữa đã mỉm cười với chị, khi vào năm 2006, sau khi tốt nghiệp xong phổ thông, chị may mắn được trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hồ Chí Minh nhận vào để tiếp tục học nghề, rồi cử đi học đại học tin học ở trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chị về trung tâm làm thủ thư, trông coi truyện sách đến ngày hôm nay. Thế mới thấy thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn điều gì và không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được điều đó. Thưa quý vị, tai nạn chết đuối đang trở thành mối lo của các bậc phụ huynh và xã hội. Cơ hội sống sót trong các vụ đuối nước rất thấp. Thế nhưng mới đây, may mắn là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cấp cứu thành công cho một bé trai 10 tuổi bị suy hô hấp nặng do đuối nước. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Bùi Trịnh Ngọc Dân, 10 tuổi, ở huyện Núi Thành vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, da nhợt nhạt, tím môi do ngạt nước nặng. Sau gần 1 giờ đồng hồ được sơ cứu, hiện bé Dân đã qua cơn nguy kịch, bình phục và có thể xuất hiện trong hôm nay. Theo các bác sĩ, nếu không cấp cứu kịp thời trong 4 phút, nạn nhân có thể bị tổn thương não. Trên 10 phút, bệnh nhân có thể tử vong. Theo người nhà bệnh nhi, bé Dân đi tắm biển cùng gia đình. Trong lúc mọi người không để ý, bé bị sụp hố sâu, đuối nước, được gia đình phát hiện sau khoảng 3 đến 5 phút. Liên quan đến việc bé trai 6 tuổi tử vong nghi bị giết sau khi mất tích ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, sau khi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tập trung các lực lượng điều tra vụ án để sớm đưa ra kết luận vụ việc. Công an thị xã Ba Đồn cũng đã trao quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ án xung quanh thông tin về hai đối tượng tình nghi đã bị triệu tập như một số trang mạng xã hội đưa tin. Cơ quan Công an cho biết trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, thì không chỉ có hai người mời đến để lấy lời khai. Tuy nhiên hiện nay Công an tỉnh Quảng Bình vẫn chưa xác định được nghi can của vụ án. Trước đó qua kết quả xét nghiệm ban đầu và qua khám nghiệm cho thấy thi thể bé trai có vết đâm bằng dao nhọn, có thể do bị giết. Thi thể cháu bé vẫn còn nguyên dạng nên loại trừ khả năng cháu bị giết lấy nội tạng như một số thông tin gây nhiễu loạn mấy ngày qua. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội, tài khoản Facebook cá nhân lan truyền thông tin hai nữ sinh bị công an bắt giữ vì cưỡng hiếp một nam thanh niên đến tử vong.
Danh tính hai cô gái bị mạng xã hội kết tội đính kèm hình ảnh là Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 19 tuổi và Nguyễn Thị Thu Hà, 20 tuổi, cùng ngụ xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thế nhưng, hình ảnh gắn ghép vào hai tên đó lại là người khác, khiến một trong hai nữ sinh có ý định tự tử vì cảm thấy sốc và không muốn gặp ai. Vụ việc nữ sinh đòi tự tử vì tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về sự vô cảm của nhiều người trên mạng xã hội. Những nút like, share hay bình luận ác ý có thể giết chết một con người. Một trong hai nạn nhân bị tin đồn thất thiệt là Nguyễn Thị Phương, 20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phương cho biết ai đó đã lấy cắp hình ảnh của mình tự chụp cùng bạn ở thành phố Biên Hòa từ Facebook cá nhân rồi ghép vào tin nhạy cảm. Trước hình ảnh của mình bị lan truyền trên mạng xã hội gắn với thông tin hiếp dâm nam thanh niên đến tử vong, nạn nhân cảm thấy sốc, không muốn gặp ai, không muốn ra khỏi nhà, thậm chí còn có ý định tự tử. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, thái độ cần có của người bị nạn khi gặp tình huống trên là phải thật bình tĩnh và chia sẻ. Bình tĩnh để không hành động dại dột, chia sẻ để tìm thêm nguồn động lực, nâng đỡ lúc yếu thế và không cần bận tâm đến những bình luận của những người trên mạng, những người mà có khi cả đời mình không gặp. Theo thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ tài xế Sơn Hồng Hà, sinh năm 1995, trú tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, để lấy lời khai liên quan đến hành vi dùng dao đuổi chém hai người sau va chạm giao thông. Chiếc xe biển xanh có tài xế hung hăng được xác định là của Nguyễn, của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Sự việc xảy ra khi chiếc xe cấp cứu này tông vào đuôi xe ô tô chạy cùng chiều trên tuyến đường Tránh Vinh. Khi cả hai xuống xe giải quyết mâu thuẫn, thì bất ngờ tài xế xe cấp cứu xách dao phay chém vào bể kính xe. Thế vậy, hai người trên ô tô mở cửa chạy thoát thân. Không buông tha, đối tượng Hà còn rượt tho chép tới tấp nhưng được can ngăn kịp thời. Hiện tài xế xe biển xanh còn đang tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Sau khi công bố kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, công tác thống kê đã hoàn tất. Vào ngày hôm nay 12 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện bước tiếp theo trong việc xét tuyển đại học là công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn đại học. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, để phục vụ phiên họp điểm sàn năm 2017, Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng phổ điểm theo từng khối thi. Phổ điểm này không phải là phổ điểm thô Bộ đã công bố trước đó mà đã bổ sung thêm điểm cộng ưu tiên cho từng thí sinh. Đặc biệt do năm nay, mỗi thí sinh thi nhiều môn, có thể sử dụng nhiều tổ hợp môn thi xét tuyển, nên để lọc ảo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chọn phương án giả định mỗi thí sinh chỉ lấy một tổ hợp có điểm cao nhất tham gia xét tuyển. Dựa trên dữ liệu điểm thi này, đối chiếu với chỉ tiêu đại học, hội đồng điểm sàn sẽ xác định được hệ số dữ đôi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2017, các trường đại học trên cả nước có tổng cộng 332.500 chỉ tiêu đại học xét tuyển theo kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia là 640.000 thí sinh, nghĩa là tỷ lệ chọi đại học chung năm nay ở mức xấp xỉ 1:2. Tiếp tục các tin tức khác. Thưa quý vị, năm 2016, lượng hàng hóa cảng Cát Lái đạt 4,6 triệu tiêu, đơn vị tính container và trung bình mỗi năm lượng hàng hóa tăng 10%. Hiện giao thông ở khu vực cảng Cát Lái rơi vào ách tắc, nếu không có biện pháp sẽ giảm khả năng cạnh tranh của cảng này. Chính vì vậy, vào chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với nhóm nghiên cứu Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp giảm kẹt xe ở khu vực cảng Cát Lái. Đại diện nhóm nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong cho biết, qua nghiên cứu sơ bộ thấy ùn tắc giao thông ở cảng Cát Lái kéo dài nặng nề, lượng xe gây ùn tắc nhiều nhất vẫn là xe đầu kéo và việc kẹt xe rơi vào một số thời điểm trong ngày. Từ đó, ông Phong đề xuất để giảm kẹt xe, ngoài việc phân luồng, thực hiện điều độ container ra vào cảng ở một khung giờ hợp lý, thì có thể sử dụng công nghệ giao thông thông minh, tích hợp hệ thống camera để điều tiết giảm kẹt xe. Hiện dự án tích hợp camera với giá trị gần 11 tỷ đồng đang thí điểm ở khu vực Hầm Thủ Thiêm. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sở Giao thông Vận tải sớm tổng kết việc lắp đặt camera thông minh ở Hầm Thủ Thiêm. Nếu đạt kết quả tốt, Sở Giao thông Vận tải cần dự toán chi phí để nhanh tiến độ và phối hợp với nhóm nghiên cứu đại học quốc tế tiến hành lắp đặt camera ở khu vực Cát Lái trong tháng 8 năm 2017. Thưa quý vị, lần đầu tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá cổ vật. Dự kiến cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới tại khách sạn Hà Nội. Những cổ vật được đưa ra đấu giá lần này đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa thuộc dạng quý hiếm đang được lưu giữ.
Việc mua bán tài sản qua hình thức này còn giúp cho người mua xác định giá hợp lý của tài sản sát với giá thị trường. Đồng thời, các hoạt động bán đấu giá đảm bảo được việc công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Ban tổ chức cho biết, cổ vật được đưa ra đấu giá gồm bình đồng dân quá Đông Sơn có niên đại khoảng 2.000 năm, giá khởi điểm gần 1 tỷ đồng, mức giá là 50 triệu đồng. Tháp gốm hoa nâu đời nhà Trần thế kỷ 13-14 có giá khởi điểm hơn 740 triệu đồng, mức giá 30 triệu đồng. Giờ hộp Lam Pháp Hoàng Cung của thời nhà Nguyễn giữa thế kỷ 19 có giá khởi điểm hơn 532 triệu đồng, mức giá 20 triệu đồng. Buổi bán đấu giá còn có 5 pho tượng Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn giác vàng của làng nghề Kiêu Kỵ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội với mức giá khởi điểm 100 triệu đồng, mức giá 10 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm của các nghệ nhân xã Kiêu Kỵ tham gia đấu giá với mục đích quảng bá cho thương hiệu làng nghề. Ngày càng có nhiều người Việt Nam chọn ở các khách sạn 4 năm sao, dù giá cả ở các khu lưu trú này giá phòng trung bình lên đến 75 đến 105 đô la Mỹ một đêm. Điều này được cho là góp phần tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của phân khúc khách sạn cao cấp theo khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2017 do công ty Trent Thornton công bố vào ngày hôm qua. Theo ông Kenneth Atkinson, chủ tịch Trent Thornton, đơn vị thực hiện khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2017, trong 3 năm gần đây, du khách quốc tế vẫn là nguồn khách chính cho các khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm nhẹ, còn khoảng 80% trong năm 2016 so với 81% của năm 2015. Thay vào đó, thị trường chứng kiến sự tăng trưởng đến từ khách Việt Nam ở các khách sạn cao cấp. Các công ty, khách sạn cũng phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng để có thể thu hút thêm nhiều khách Việt đến những dịch vụ cao cấp. Mục tiêu của ngành du lịch đặt ra là năm 2017 sẽ đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế. Những tin nóng tiếp theo, Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng trộm gần 100 bình ắc quy của công ty FPT. Đình chỉ tổ cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe chớp nhoáng trong 10 giây. Rủi ro khi tự cộng thuốc Tây và thuốc Nam trong điều trị bệnh. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố ông Phạm Công Danh, 53 tuổi, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Tập đoàn Thiên Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài việc gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, ông Danh còn bị cáo buộc làm hồ sơ khống rút hơn 6.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng. Trước đó, ông Danh cùng 35 đồng phạm trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng VNCB đã cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng. Ông bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án 30 năm tù trong phiên phúc thẩm hồi đầu năm và buộc phải nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng. Cục Thi hành án thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi được hơn 5.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, vụ 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ của các nhà xe vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt mức án tù chung thân vẫn chưa hết xôn xao dư luận ở miền Tây. Thì tại Tây Nguyên, một tổ cảnh sát giao thông có hành vi kiểm soát chớp nhoáng một cách bất thường đoạn qua tỉnh Đắk Nông vừa bị phóng viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận được. Trước những thông tin mới đây, công an tỉnh Đắk Nông cho hay đã đình chỉ công tác tổ cảnh sát giao thông báo chí phản ánh để làm tường trình. Khi được hỏi về quy trình dừng xe kiểm tra sổ chớp nhoáng của cảnh sát giao thông, Ban Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo cho thanh tra tỉnh xác minh làm rõ các sai phạm. Quan điểm của cơ quan chức năng tỉnh là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, nhất quyết không bao che. Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, trên quốc lộ 14, đoạn qua hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, các cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra sổ chớp nhoáng theo quy trình mở, gấp sổ và trả lại cho tài xế chỉ trong vòng chưa tới 10 giây, rồi đường ai nấy đi. Thưa quý vị, từng là nhân viên tại công ty cổ phần viễn thông FPT, sau khi bị buộc cho thôi việc do sai phạm, Đinh Tuấn Dũng, 34 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đã trộm cắp gần 100 bình ắc quy tại các điểm đặt đài trạm cung cấp dịch vụ của FPT. Tại cơ quan công an, Đinh Tuấn Dũng khai nhận hành vi của mình do nghiện ma túy và không tìm được việc làm nên đã nảy sinh ý định trộm cắp bình ắc quy bán lấy tiền. Nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng sử dụng áo đồng phục nhân viên sửa chữa của công ty đến các trạm cung cấp dịch vụ cùng các dụng cụ mang theo các khóa tủ trạm, lấy trộm các bình ắc quy, sau đó đem bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu, lấy tiền mua ma túy.
Chỉ trong khoảng 1 tháng từ tháng 1, từ ngày tháng 5 đến tháng 6 năm 2017, Dũng đã lấy trộm 80 bình ắc quy tại các trạm cung cấp dịch vụ thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị công an cơ sở tiến hành điều tra, thu hồi tài sản bị trộm cắp để trao trả cho công ty FPT, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng. Sáng qua, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông nghi bị sát hại tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh ở xã An Phú Tây. Trước đó, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tầm, 46 tuổi, quê ở Đồng Tháp, tử vong trên nền nhà. Trên người nạn nhân bị quấn bằng băng keo nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Người dân cho biết ông Tầm cùng vợ thuê nhà trọ tại đây đã lâu, sống bằng nghề buôn bán dạo. Tối đó, vợ nạn nhân đi bán hàng, ông Tầm ở nhà có ngồi nhậu chung với một người nam mới đến thuê trọ được khoảng 1 tháng nay. Thời điểm phát hiện vụ việc, người này không có mặt tại hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ việc ngôi mộ vợ vua Tự Đức sau khi bị săn phẳng làm bãi đậu xe ngày 11 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Quế vừa đại diện cho con cháu trong dòng tộc gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cho phép con cháu nhà Nguyễn được xây lại lăng mộ tại vị trí cũ. Trong đơn, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc Quế nhấn mạnh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ chuỗi giá trị phải bồi hoàn để làm lại lăng mộ của bà cũ ngay tại nhân họ Lê theo bản vẽ thiết kế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế như đã thỏa thuận trước đó. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 năm 2017, thời điểm trước khi Thủ tướng ra chỉ đạo về gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay ứng dụng công nghệ cao mới chỉ là 3.700 tỷ đồng. Chỉ hơn 4 tháng sau, vốn tín dụng đổ vào lĩnh vực này đã nhanh chóng tăng và hiện đã sắp xỉ 32.000 tỷ đồng. Hiện tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang mong đợi cơ hội để được tiếp cận với chương trình cho vay này. Hiện nước ta mới chỉ có 26 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, cả nước có 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mong muốn được vay vốn để phát triển lĩnh vực này. Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lực lượng này mới là lớn. Vì thế, cần có chính sách cho các doanh nghiệp này vay để thúc đẩy nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng hầm riêng cho người đi bộ, tránh phải đi qua những nút giao thông lớn, có mật độ phương tiện đông, mất an toàn. Thế nhưng, những chiếc hầm đi bộ khá sạch sẽ, có đèn chiếu sáng đã hoàn thiện nhưng vẫn vắng bóng người qua lại. Nhiều người cho rằng đó là một phần do ý thức của người tham gia giao thông, một phần là lỗi của nhà quy hoạch khi bố trí xây hầm cầu vượt chưa phù hợp với thực tế. Dọc tuyến đường vành đai 3, xã Tư Sở, nút giao thông Giải Phóng, Đại Cầu Việt có hàng chục hầm dành cho người đi bộ. Mỗi căn hầm như thế phải đầu tư khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng. Hầm rộng, có bậc thang lên xuống và hệ thống chiếu sáng đảm bảo sạch sẽ. Nhưng trong số 23 hầm được Hà Nội đầu tư thì vẫn còn nhiều hầm chẳng có mấy người sử dụng. Còn đây là những chiếc hầm phía trước cổng bến xe Mỹ Đình, chỉ lác đác người qua lại. Trong khi đó, trên trục đường chính đông đúc đến nghẹn thở, lại vẫn có người đi bộ cố chen ngang băng qua đường. Không thể phủ nhận hầm đi bộ, cầu bộ hành đã góp phần tạo nên hệ thống giao thông văn minh và hiện đại cho thủ đô. Nhưng để phát huy hiệu quả, tương xứng với số vốn đầu tư, thì ngoài việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tính toán phù hợp, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi mưa lớn, rác sinh hoạt thường xuyên chảy thẳng xuống lòng cống, gây tắc nghẽn dòng chảy hoặc là rác làm bít miệng cống, khiến cho nước mưa thoát không kịp, gây ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Từ vấn đề trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Giao thông Vận tải lắp đặt thí điểm cửa thu nước kiểu mới với 80.000 hố ga ngăn mùi hôi khi rác ngập ngụa khu dân cư. Mỗi miệng hố ga kiểu mới này có giá khoảng 8 triệu 300 ngàn đồng, sẽ được lắp đặt thí điểm ở 15 tuyến đường thường xuyên bị ngập, có nhiều rác tồn động và bị người dân lắp bít. Trong tháng 7 năm 2017, 3 tuyến đường đầu tiên sẽ được lắp đặt là Trương Định quận 3, Hoàng Diệu quận 4 và Lê Văn Thọ quận Gò Vấp với 313 vị trí trong tổng số hơn 80.000 miệng hố ga thu gom nước ở thành phố Hồ Chí Minh.
tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đánh giá về việc lắp đặt. Nếu đạt hiệu quả tốt, sẽ tiến hành thay thế gần hơn 80.000 miệng hố ga thu gom nước kiểu cũ ở thành phố. Nếu lắp đặt hết 80.000 miệng hố ga như dự tính, sẽ tốn khoảng 664 tỷ đồng. Thưa quý vị, cùng với các thành phố lớn khác, thành phố Cần Thơ cũng đã chủ động giải pháp tạo điều kiện cho giao thông dễ dàng, lấy lại mỹ quan đô thị. Nhưng sau thời gian siết chặt đến nay, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, làm điểm buôn bán đã tái diễn. Phóng sự sẽ được đề cập trong ít phút nữa. Thưa quý vị, dở đường ống nước sông Đà làm cho số người mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng đây chính là lý do vừa được ngành y tế thủ đô lý giải. Chỉ trong một tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 900 ca sốt xuất huyết. Các quận có ca mắc mới nhiều nhất vẫn là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy. Lý giải tình trạng bất thường của dịch sốt xuất huyết tại thủ đô, Cục Y tế Dự phòng cho biết do từ cuối năm 2016 đến nay, thời tiết nắng nóng bất thường nên nền nhiệt độ cao hơn mọi năm nên muỗi có điều kiện phát triển. Đặc biệt do sự cố dở đường ống nước sông Đà, nhiều hộ dân đã phải sử dụng thùng chậu để dự trữ nước nên tạo điều kiện cho lăng quăng phát triển thành muỗi gây bệnh. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước và 13 trường hợp đã tử vong. Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương đang có nhiều số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm rồi. Mật độ dân số cao, môi trường nóng, ẩm là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho muỗi sinh sôi và truyền bệnh sốt xuất huyết. Để tích cực phòng bệnh này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải tuân thủ một số hướng dẫn đặc biệt quan trọng sau đây. Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần cần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình qua, bỏ muối hoặc dầu vào dụng cụ chứa nước kê chân tủ. Đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như vỏ dừa, hốc tre, bẹ lá. Người dân nên ngủ mùng, mặc quần áo dài phòng muỗi chích ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, cùng với các địa phương trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tại thành phố Cần Thơ, sau hơn 3 tháng ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè. Dù bước đầu, người dân một số khu vực trên địa bàn chưa đồng tình cao, nhưng đến nay cơ bản đều đã chấp hành tốt. Thế nhưng, vừa qua hộp thư của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang có nhận được ý kiến của một khán giả ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, phản ánh về việc khu vực mình sinh sống, một số hộ kinh doanh chiếm dụng lòng đường vỉa hè để buôn bán trái với quy định gây cản trở giao thông. Phóng viên Kim Anh Văn Vũ đã thực tế ghi nhận và phát hiện tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè không chỉ xảy ra ở tuyến đường trên. Thưa quý vị, đây là tuyến đường Mậu Thân ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những tuyến đường tập trung khá là đông các cửa hàng buôn bán quần áo. Và trước đây thì tuyến đường này là có rất là nhiều hộ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ tập trung ở hai bên vỉa hè. Nhưng mà sau một thời gian chính quyền địa phương thực hiện cái việc dọn dẹp lòng lề đường vỉa hè thì như quý vị cũng đã thấy đường phố đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho cả người mua và người bán. Tầm 17 giờ 30 phút, con đường này bắt đầu đông phương tiện đến các cửa hàng mua sắm. Chấp hành nghiêm quy định, xe được các chủ phương tiện đậu đúng trong vạch màu trắng được kẻ sẵn. Một số tuyến đường chính khác như 3 tháng 2, 30 tháng 4, vỉa hè cũng rất thông thoáng. Trong khi những nỗ lực dọn dẹp lại lòng đường hè phố của chính quyền thành phố đang có những tín hiệu rất khả quan, thì vào sâu bên trong hầu hết các con hẻm, rất nhiều hộ bất chấp lại trưng dụng làm nơi mua bán, chỗ đậu xe. Thưa quý vị, so với những con đường lớn, thì trong các con đường nhỏ hoặc là những cái con hẻm như nơi tôi đang đứng đây, đường Nguyễn Việt Hồng, lượng phương tiện không ít hơn làng bao, nhưng mà các hàng quán nhỏ hoặc là những cái quầy bán thức ăn nhanh lại mọc lên không ngớt. Dọc tuyến đường Nguyễn Việt Hồng, không khó để bắt gặp những tủ thức ăn nhanh như thế này. Đặc biệt, tuyến đường khá nhỏ hẹp, lượng phương tiện lại đông, cộng thêm nhiều xe máy đậu dọc dưới lòng đường để mua thức ăn, khiến cho con đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tại một con hẻm khác, nằm ở đường Nguyễn Văn Trỗi, vỉa hè rất nhỏ,
lại bị một số chủ nhà sử dụng làm nơi kinh doanh điểm tâm sáng. Còn lòng đường lại được các chủ xe xem là đất lành để đậu mà không bị lực lượng chức năng xử lý. Xe của người dân trong hẻm ra vào rất khó khăn. Hiện nay, thành phố chưa có quy hoạch bãi đậu dành cho ô tô, xe máy, nên ngành chức năng vẫn cho phép phương tiện đậu xe trên vỉa hè trong phạm vi quy định. Còn đối với việc mua bán trên vỉa hè thì nghiêm cấm hoàn toàn. Dẫu biết là vì cuộc sống mưu sinh, nhưng mỗi người cần có sự sắp xếp hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực, việc mua bán cũng trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị đang theo dõi tin tức Đông Tây. Ngay sau đây, chị Quỳnh Như sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin thiết thực của người tiêu dùng cảnh giác. Xin mời chị Quỳnh Như. Thưa quý vị và các bạn, trong các bản tin người tiêu dùng cảnh giác trước, chúng tôi đã có thông tin về thị trường thuốc tân dược trôi nổi. Nhiều loại thuốc kém chất lượng xuất hiện gây ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Hiện nay có một thực trạng đáng chú ý nữa là xu hướng điều trị bệnh đông y và tây y kết hợp trong một đơn thuốc, trong khi chất lượng của hai loại này thì đang bị thả nổi. Quỳnh Như sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị sau ít phút. Thưa quý vị, thuốc đông y và tây y hiện nay dồi dào đến mức mà người tiêu dùng có thể mua được cả ở vùng nông thôn. Nắm được công dụng cơ bản của một số loại thuốc, nhiều người còn tự ý kê đơn, thậm chí là tự ý chuyển sang điều trị bằng đông y hoặc tây y khi có nhu cầu. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm. Được quảng cáo là thuốc đông dược chữa còi xương, khớp. Nhưng một số loại được trộn corticoid, một hoạt chất kháng viêm, giảm đau rất hay dùng trong tây y. Theo các chuyên gia, bất cứ bệnh nào khi sử dụng chất này đều có sự cải thiện. Vì vậy, nó đã thành thần dược trị được mắc bệnh trong dân gian. Nhưng các hoạt chất như corticoid phải được bào chế đúng liều lượng thì mới phát huy hiệu quả. Hiện nay, nhiều bệnh nhân bị lờn thuốc Tây nên tự ý chuyển sang điều trị bằng thuốc đông y, thuốc nam để mong khỏi bệnh. Đây là nguyên nhân dẫn đến thị trường thuốc đông y hay còn gọi là thảo dược bắt đầu làm mưa làm gió thời gian gần đây. Thuốc đông y bị pha thêm tạp chất hoặc những chất hóa học nhằm làm tăng tác dụng được bán tràn lan, không nguồn gốc xuất xứ. Đã có không ít trường hợp tin dùng thuốc đông y pha trộn hóa chất từ thuốc Tây và hậu quả để lại là một bài học quá đắt. Một thời gian ngắn thôi, uống vài viên corticoid thôi là nó phù hết cả người lên. Là do cái tác dụng giữ muối, giữ nước. Và khi mà giữ muối, giữ nước như vậy thì nó sẽ làm cho bệnh nhân có thể bị tăng huyết áp, tăng các cái nguy cơ tim mạch. Và đồng thời thuốc nó làm cho rối loạn chuyển hóa của đường, rối loạn chuyển hóa của mỡ, làm cho tăng cái đường huyết. Một bệnh nhân trên 65 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị bệnh tiểu đường 20 năm. Hai lần tìm mua thuốc đông y trị bệnh, nhưng cả hai lần xét nghiệm, loại thuốc này đều có chứa hóa học trong bào chế thuốc Tây. Đó là Metformin và Clindamycin, hoạt chất trị đái tháo đường tiếp 2. Các cái thuốc mà không chính thống thì gần như 100% các cái thuốc hoàng tể của thuốc Trung Quốc, thuốc Tàu hoặc là các cái thuốc bột mà gia truyền mà người ta lưu hành ở phía bên ngoài không có cái sự kiểm soát của dược, gần như 100% thì đều có đích sản được thôi rồi. Theo các chuyên gia, trước đây cơ quan chức năng phát hiện có loại thuốc đông y trộn một loại thuốc tây y. Gần đây có thuốc trộn đến 3 đến 4 loại thuốc tây y. Ví dụ, thuốc đông dược có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau thì trộn paracetamol. Thuốc chữa khớp, còi xương, suy dinh dưỡng, kém ăn thì trộn corticoid. Thuốc chữa gút, huyết áp cũng trộn tân dược. Thực tế cho thấy, nhiều loại thuốc đông y hiện nay đã bị biến chất. Đông tây y kết hợp là phương pháp điều trị được khoa học chứng minh hiệu quả, nhưng phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Theo các chuyên gia, việc tự ý trộn tân dược vào đông dược sẽ gây quá liều. Nếu dùng thuốc có chứa corticoid có thể gây suy thận, thậm chí là nguy hại hơn, và cần thận trọng khi dùng thuốc clindamycin cho người cao tuổi. Thực trạng là vậy, nhưng không chỉ đối với thuốc Tây, công tác kiểm soát chất lượng thảo dược hiện nay cũng còn nhiều khó khăn và bất cập. Mỗi năm, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương lấy khoảng 7.000 mẫu đông dược để kiểm nghiệm. Kết quả khoảng 9-10% nghi ngờ chất lượng có vấn đề. Theo nguyên tắc, dược liệu phải sạch và phải đảm bảo nồng độ hoạt chất nhất định. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam chưa có chuẩn định lượng chất lượng dược liệu.
Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam chưa có chuẩn định lượng chất lượng dược liệu cụ thể nên rất khó quản lý. Một cái viên thuốc đi ra là đi theo con đường nào? Ai bán và ai chịu trách nhiệm? Phải không ạ? Đã kết thúc chưa? Hết hạn chưa? Và đã đảm bảo phẩm cấp để lưu thông chưa? Hoàn toàn hầu như là chúng ta làm cách mù mờ và như thế là không rõ ràng. Một cái nền kinh tế, cái vận động hàng hóa không minh bạch. Nhiều khi những cái công ty người ta nhập sản phẩm về, thế nhưng mà người ta lại không xin được cấp giấy phép của Cục Dược, người ta lại phải chuyển sang Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cấp giấy phép thì nó lại phải là dưới dạng thực phẩm chức năng. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trước tình hình hiện nay là tạo thói quen đến bệnh viện, đến bác sĩ có uy tín để được khám và điều trị đúng bệnh, tránh tự kê đơn hoặc là mua thuốc ngoài thị trường. Bởi tác dụng của thuốc không đơn giản như việc kết hợp giữa thịt cá với rau quả trong bữa ăn hàng ngày. Đây cũng là lời khuyên người tiêu dùng cảnh giác dành đến quý vị trong sáng hôm nay. Xin cảm ơn chị Quỳnh Như. Thưa quý vị, bên cạnh các thông tin cảnh giác, thị trường tiêu dùng hôm nay có rất nhiều sự lựa chọn dành cho quý vị. Sau một thời gian dài giá cát liên tục tăng cao, hiện nay giá cát lại có biến động mới đầy bất ngờ. Từ nay đến đầu tháng 9, mọi người có thể thả ga đọc sách lại vừa tiết kiệm tiền. Sản phẩm trái cây nội gặp khó ngay trên kênh chính sân nhà. Khảo sát thực tế tại siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, mạng 4G trở thành từ khóa hot nhất với người yêu thích công nghệ trên toàn quốc. Bởi vì sử dụng công nghệ này giúp tốc độ download nhanh hơn mạng 3G từ 7 đến 10 lần. Giá cước cũng rẻ hơn từ 30 đến 60%. Để chạy đua thu hút khách hàng, ba ông lớn viễn thông là Viettel, Vinaphone và Mobilephone đang tung ra nhiều gói cước hấp dẫn. Viettel đưa ra 5 gói cước cho người dùng lựa chọn với mức giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng. Người dùng có thể sử dụng dung lượng từ 1 đến 10 GB. Không nằm ngoài cuộc, Vinaphone hiện đang tung ra gói cước 4G khá hấp dẫn. 70.000 đồng, người sử dụng sẽ có ngay 2,4GB. 200.000 đồng, có ngay 11GB. Mobifone cũng bắt đầu cung cấp nhiều gói cước với mức giá tương tự. Việc cạnh tranh này sẽ tạo cho người dùng nhiều cơ hội truy cập Internet tốc độ cao với mức giá cực thấp. Thưa quý vị, hè là thời điểm mà các chương trình khuyến mại sách diễn ra sôi nổi nhất trong năm. Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và cửa hàng bán lẻ sách đều đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn từ tùy từng đầu sách, tạo điều kiện để người yêu sách dễ dàng sở hữu những tác phẩm mình yêu thích, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc phát triển trong cộng đồng. Theo đó, hệ thống nhà sách Phương Nam toàn quốc đã áp dụng khuyến mãi đặc biệt từ nay đến hết ngày 5 tháng 9. Khách hàng khi đi mua sách với đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng kèm bộ sách giáo khoa cấp 1. Bên cạnh đó, 95 nhà sách của đơn vị này trên cả nước cũng tổ chức giảm 10-17% giá sách giáo khoa, tham khảo, dụng cụ học sinh. Bên cạnh các chương trình giảm giá tại các nhà sách, trên hệ thống mua sách trực tuyến cũng có nhiều chương trình thu hút khách hàng như TV, Vinabook, Bookbree, Fasa. Trong dịp hè này, có nhiều chương trình sách bán giảm giá với mức giảm tối đa lên đến 50%. Sau thời gian dài giá cát liên tục tăng cao do chính sách siết chặt quản lý khai thác cát của chính phủ làm cho nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp khóc ròng. Mới đây, giá cát lại có diễn biến động mới. Diễn biến mới nhất này sẽ cho làm cho quý vị vui hay buồn. Xin mời xem ghi nhận mới nhất của phóng viên Thu Thảo về giá cát hiện nay. Tại thị trường Cần Thơ, giá cát đã giảm từ 60 đến 100.000 đồng một khối. Cụ thể, cát xây tô tại kho giá 270.000 đồng một khối, cát mịn 232.000 đồng một khối, cát sàn lấp giá 212.000 đồng một khối. Dự báo giá cát sẽ bình ổn trong khoảng thời gian từ nay cho đến mùa khô. Do nhu cầu xây dựng vào những tháng mưa giảm và mức thuế cát tại các mỏ khai thác có sự điều chỉnh nên giá cát hạ nhiệt. Thưa quý vị, Việt Nam được biết đến là quốc gia của nông nghiệp. Mặt hàng trái cây được xuất khẩu sang nhiều thị trường, trong đó có cả những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Pháp, với các mặt hàng chủ đạo như thanh long, nhãn, dưa hấu, xoài. Thế nhưng, một nghịch lý thời gian qua chúng ta đều gặp phải là ngay chính thị trường sân nhà, trái cây nội vẫn bị lép vế so với những mặt hàng trái cây ngoại. Thực tế, tại các siêu thị hiện nay, tình hình kinh doanh sản phẩm trái cây ngoại rất phát triển, doanh thu về ngày càng gia tăng và người tiêu dùng trong nước cũng rất ưa chuộng.
Tại siêu thị Co-op-Mart, quầy bày bán trái cây Việt rất đa dạng với trên 30 chủng loại. Giá cả cũng hợp túi tiền người tiêu dùng, chỉ vài 30.000 đồng một ký. Còn kệ trưng bày bán trái cây ngoại nhập chỉ khoảng 15 loại và hầu hết đều có giá cả 100.000 đồng một ký. Như một ký cam Úc có giá 125.000 đồng, một ký cam sành Đồng Tháp chỉ khoảng 40.000 đồng. Thế nhưng, nhiều người tiêu dùng, trong đó có chị Hương Giang, đều chọn mua những loại trái cây dán mác ngoại nhập này. Lý do được mọi người đưa ra bởi trái cây ngoại không chỉ có mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt, có nguồn gốc truy xuất rõ ràng, mà cả về mặt chất lượng rất đồng đều. Rất ít có chuyện hôm nay trái này ngọt, mai lại nhạt, hôm nay trái to, mai trái nhỏ như ở nước ta. Cây ngoại thì nhìn rất là đẹp mắt, mà rất là nhiều thứ trái cây rất là ngon, thì nó đều hơn mà nhìn màu sắc nó cũng bắt mắt hơn. Đi ngang vẫn thích ngắm nhìn, đi ngang dạo ngang cái rồi ngắm nhìn. Những cái bạn hàng bán ngoài chợ, kể cả những người dân hay bán những cái sản phẩm mà em cảm thấy không rõ nguồn gốc, như là ăn cái đó cũng hơi sợ. Nếu mà người Việt Nam mình đó là có cái thương hiệu cái trái cây đó, đó là người Việt Nam trồng và đạt được vệ sinh, là nói chung là không có mà bị thuốc hay là nhiều gì đó, là em cũng sẵn sàng là mình mua. Dù tỷ lệ trái cây nội địa bày bán tại hệ thống siêu thị Co-op-Mart duy trì ở mức 90%, còn lại 10% là trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Chile, Nam Phi. Nhưng sản lượng bán ra mỗi năm với mặt hàng này không phải là con số nhỏ. Đại diện siêu thị Co-op-Mart Cần Thơ cho biết, hiện doanh thu mặt hàng trái cây nhập khẩu tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016. Còn kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 655 triệu đô la Mỹ, tăng 87% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất là Thái Lan, chiếm tới 57% thị phần. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, chiếm 16%. Như vậy, bình quân mỗi tháng, người Việt chi gần 110 triệu đô la Mỹ để mua rau quả ngoại. Bởi vậy, để nâng cao tính cạnh tranh và khẳng định lại vị thế tại thị trường trong nước, ngành sản xuất trái cây cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và bảo quản. Bởi thị trường cũng cần và luôn cần người sản xuất trái cây có sản phẩm tốt. Có vậy thì người tiêu dùng mới quay lại với nông sản Việt. Thiên tài đầu tư Warren Buffett tiếp tục dùng số tiền khổng lồ cho từ thiện. IS xác nhận thủ lĩnh al-Baghdadi đã chết. Hà Lan đóng cửa hàng loạt nhà tù do dám bóng tù nhân. Thưa quý vị, cả thế giới tiếp tục phải ngã mũ kính phục tỷ phú nổi tiếng người Mỹ Warren Buffett khi mới đây ông này đã quyết định tặng hơn 3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu cho quỹ từ thiện của tỷ phú công nghệ Bill Gates và 4 quỹ từ thiện khác của chính gia đình ông. Đây được xem là khoản đóng góp lớn nhất mà vị tỷ phú này dành cho các quỹ từ thiện trong kế hoạch chia sẻ tài sản kéo dài cả một thập kỷ của mình. Theo đó, 18,6 triệu cổ phiếu hạng B của Berkshire Hathaway Inc. với giá trị đến gần 1 tỷ đô la Mỹ được dành tặng cho 5 quỹ từ thiện kể trên cho đợt quyên góp thứ 12 trong kế hoạch từ thiện thường niên của vị thiên tài đầu tư. Ngoài ra, số tiền hơn 2 tỷ đô la Mỹ sẽ dành tặng cho quỹ của Bill Gates và các quỹ từ thiện khác do các con của ông điều hành. Theo đánh giá của Forbes, đợt hiến tặng tài sản ngày 10 tháng 7 không ảnh hưởng gì đến vị trí người giàu thứ tư trên thế giới của Warren Buffett. Trước đó, tổng giá trị tài sản mang tên ông lên tới 76,3 tỷ đô la Mỹ. Trước tình hình an ninh báo động hiện nay, cảnh sát Anh vừa công bố một đoạn video để hướng dẫn người dân nước này thực hiện những điều cần thiết khi có tấn công khủng bố xảy ra. Cho rằng việc chuẩn bị sẵn sàng và biết cách phản ứng như thế nào là rất quan trọng, chẳng những cứu sống bản thân bạn mà còn có thể giúp những người xung quanh an toàn hơn. Đoạn video dài hơn 4 phút miêu tả chi tiết một trường hợp tấn công xảy ra trong một khu nghỉ dưỡng, một trong những địa điểm thường xuyên đông đúc vào dịp hè. Các bước ứng phó được tóm gọn lại là chạy trốn, ẩn náu và thông báo cho lực lượng chức năng. Cục Cảnh sát chống khủng bố Anh cũng nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công nữa có khả năng sẽ xảy ra.
Video chỉ mang tính chất cảnh báo và nâng cao nhận thức người dân trong tình hình an ninh bất ổn. Thưa quý vị, một nghịch lý rất dễ chấp nhận đang diễn ra tại Hà Lan, đó là đất nước này thiếu tội phạm đến nỗi phải đóng cửa các nhà tù. Tính trên cả nước đã có tới 37 nhà tù phải ngừng hoạt động. Những cơ sở chưa bị đóng cửa thì cũng phải chuyển đổi thành văn phòng, cửa hàng, nhà ở, thậm chí là địa điểm vui chơi giải trí vì vắng bóng tù nhân. Tỷ lệ tội phạm liên tục giảm sút đã khiến số tù nhân tại Hà Lan giảm 20% trong 10 năm qua. 27 nhà tù trên khắp đất nước này đã phải đóng cửa. Trên khắp Hà Lan, hiện chỉ còn 38 nhà tù đang hoạt động. Nhà tù ở phía bắc Vinhuizen đã được Hà Lan cho Na Uy thuê làm nơi giam giữ tù nhân. Ở nhiều địa phương, chính quyền cũng đang chuyển đổi dần các nhà tù qua mục đích sử dụng khác. Nhà tù nữ ở Đông Bắc Wool trở thành nhà hàng nổi tiếng. Trong khi đó, vào năm sau, một nhà tù tại Harlem sẽ mở cửa trở lại, nhưng để làm một trường đại học của vùng. Bất chấp thời tiết u ám, khoảng 3.600 người đã cùng nhau tụ hội tại thị trấn Fürsten của Đức để thưởng thức chiếc bánh hamburger lớn nhất thế giới. Để làm ra chiếc bánh này, ông Trudy Dale, người đưa ra ý tưởng, đã cần tới 300 trợ lý và tấn thịt để làm ra chiếc bánh đặc biệt này. Đại diện của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết, chiếc bánh hamburger này nặng 1.642 kg, phá vỡ kỷ lục của chiếc bánh trước đó là 930 kg. Số tiền thu được từ bữa liên quan với chiếc bánh hamburger khổng lồ này được sử dụng để làm từ thiện. Thưa quý vị, một số thành phần tham gia cuộc biểu tình tại thành phố Harvard, nơi diễn ra cuộc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hồi cuối tuần qua, là những kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ, hành động như những phần tử phát xít hay những kẻ khủng bố. Đây là tuyên bố mới được Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière đưa ra ngày 10 tháng 7, sau khi chính phủ Đức đã phải huy động hàng ngàn cảnh sát để trấn áp các cuộc biểu tình quá khích tại Hamburg. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière lên án các hành động bạo lực do những kẻ quá khích gây ra trong cuộc biểu tình tại thành phố Hamburg từ hôm 6 tháng 7 là không thể chấp nhận được và gây bức xúc cho người dân thành phố. Theo ông, lực lượng an ninh đã ngăn chặn hàng trăm phần tử quá khích từ một số nước châu Âu có ý định đến Hamburg để phản đối hội nghị G20. Ông cũng nhấn mạnh những đối tượng ném các tấm lát từ trên mái nhà xuống sẽ bị buộc tội âm mưu giết người và phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Hôm qua, truyền thông Iraq cho biết tổ chức Hồi giáo IS tự xưng đã xác nhận thông tin thủ lĩnh Abu al-Baghdadi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga tại Syria vào hôm 28 tháng 5. Al-Baghdadi chính là đối tượng đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo ở Iraq và Syria hồi năm 2014. Trong khi đó, tại thực địa, Liên Hiệp Quốc cùng ngày cho biết hiện vẫn còn tới 50.000 người dân thường mắc kẹt tại căn cứ địa Raqqa của IS, cảnh báo nguồn cung nước và các nhu yếu phẩm khác ở đây đang cạn kiệt. Liên quan tới cuộc khủng hoảng ngoại giao dùng dịnh, Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 7 tiếp tục gây sức ép với Qatar khi công bố nội dung của một hiệp ước bí mật mà Doha và các nước dùng dịnh đạt được cách đây 4 năm. Theo đánh giá, động thái này là nhằm củng cố các cáo buộc rằng Qatar hậu thuẫn khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước dùng dịnh. Trong nội dung của thỏa thuận được công bố, các bên từng nhất trí không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia dùng dịnh khác. Văn kiện này cũng đặc biệt nhấn mạnh đến cam kết của các nước không hỗ trợ tổ chức Anh em Hồi giáo, cũng như không ủng hộ bất kỳ làn sóng chính trị nào đe dọa đến các thành viên GCC. Ngoài ra, các quốc gia cũng cam kết không ủng hộ truyền thông đối lập. Phản ứng trước động thái này, phía Qatar đã cáo buộc ngược lại rằng chính Ả Rập Xê Út và UEA phá vỡ tinh thần của Hiệp ước năm 2013 và lún sâu vào một cuộc tấn công đối với chủ quyền của Qatar